Nhiều bạn đã làm bài gửi cho Yến, nhưng mà Yến chỉ đưa ra những bài tiêu biểu, một bài để nhắc nhở. Bài này là của Phật tử Phạm Thị Danh, Đạo Tràng Từ Tâm. Em có hai con gái, chế độ chăm sóc sức khỏe của hai con em đều áp dụng như nhau, nhưng kết quả thì lại khác. Cháu lớn bụ bẫm, còn cháu bé thì gầy nhẳng. Bố mẹ cả hai bên đều bảo em không chăm sóc kỹ cho con nhỏ, như là ép ăn rau, hoa quả, nên con nhỏ còi cọc không lớn được. Vì xót cháu nên hai bên ông bà nói vậy, em cũng không biết nói sao, chỉ tự nhủ khi nào đủ duyên xin thỉnh cho cháu. Điều em muốn nói ở đây là sáng nay mẹ chồng em lại nhắc lại câu nói phải cho ăn rau củ quả từ bé cơ, không ép sao giờ cho ăn nó lại ăn. Trong lòng em cơn giận nổi lên, chỉ muốn nói là con cũng đã làm đủ kiểu ép quát, mà con ló sợ van xin đừng ép rồi, đến giờ thì con đành phó thác muốn ăn gì chiều ăn đó. Nhưng em đã nhìn thấy tâm mình như thế là hỗn. Em tĩnh tâm lại thì em chỉ nói một câu: bây giờ cũng có quay lại được đâu ạ. Sự việc chưa dừng ở đó, đến trưa ăn cơm, vừa bê mâm cơm ra đến bàn, con thứ hai nhìn thấy nói: êu kinh, con không ăn đâu. Thế là cơn giận được dịp bùng lên, em quát: không ăn thì đi ra ngoài, không cho ăn nữa. Mẹ vất vả từ nãy đến giờ nấu cho ăn. Miệng quát, tay chỉ vào mặt con bé, làm con bé sợ quá, miệng lí nhí: con ăn mà. Khi ngồi xuống ăn, cứ món đậu con gắp, mọi người mời mãi cũng chỉ ăn một hai miếng, không thèm đả động đến món em nấu đã định sẵn dành cho nó. Thế là tâm lại nổi lên không vừa lòng. Em gắp vào bát con, nó lại bỏ ra định quát, nhưng em lại nhìn thấy mình thật vô lý, mới nghĩ con ăn đậu cũng tốt mà có thể thay rau, mà lại còn nhiều đạm chứ. Đó là quá trình nhìn lại tâm và tướng của em qua sự giảng trạch của chị, mà em mới biết đó là danh và sắc. Nếu không có sự trạch giảng của chị thì em cũng chỉ làm theo nghiệp, đâu biết nhìn lại để ngăn chặn nghiệp không cho nó phát tác mạnh hơn. Nhân đây con cũng xin tri ân công đức của Tam Bảo, trên Thầy cùng Đại Tăng đã không ngừng nghỉ cống hiến cho hàng Phật tử và nhân dân những điều tưởng như nhỏ nhặn nhưng rất quan trọng, là khởi nguồn cho những việc thiện lành về sau. Rất là hay. Phật tử của chúng ta học Pháp cho nên chuyển được tâm. Chuyển được tâm tức là dừng nghiệp. Đấy, dừng được nghiệp và chuyển nghiệp. Thế thì phần này chỉ nhắc thêm Doanh một chút, là Doanh có nhìn danh và sắc của mình cho nên khống chế được hành động của mình. Nếu như biết nhìn vào danh và sắc của bà nội thì sẽ chuyển được ngay từ đầu. Đấy, là cái tướng của mẹ nói đi nói lại như thế là vì gì? Tâm là gì? Thương con cháu, xót con cháu. Và chúng ta cứ như thế mà tác ý mãi, chúng ta sinh được cái tâm biết ơn nhá. Sinh được cái tâm biết ơn thì chúng ta sẽ không bị bùng nổ trong lần thứ hai. Đấy, tức là chúng ta phải ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Tức là phải sinh được cái tâm thiện, chứ không phải chúng ta nghe như thế rồi để đấy. Không sinh được thiện thì chưa dừng được nghiệp, mà chúng ta chỉ ủ nó ở đấy thôi nhá. Bất cứ một việc gì trong ác tâm của chúng ta sinh ra, mà ngay từ cái ác tâm đó chúng ta không sinh được ra thiện tâm, mà chúng ta chỉ buông để đấy cho nó thôi, thì lúc khác nó lại bùng ra. Nhưng từ cái hạt giống ác tâm mình đã sinh nó thành thiện tâm, thì cái hạt giống ác này tự nó chuyển hóa, nó tiêu đi mất rồi và nó sinh ra thiện tâm. Thế đại chúng có rõ cách thực hành này chưa? Nhá. Trên trong nhà thiền, nếu như mà buông như thế thì gọi là buông ngơ, tức là buông đề đấy, không làm gì cả. Mà chúng ta phải sinh nó sang, chuyển hướng từ ác sang gì? Sang thiện. Từ sự khó chịu sang tâm biết ơn.
đúng với hoàn cảnh hiện tại, thì ngay khi đó sẽ biết ơn được. Và về nhà thì mình lại sinh ra một loạt tâm biết ơn, là con ơi con, bà rất là thương con đấy, bà nấu cho con đấy nhá, mẹ nấu cho con đấy nhá, hôm nay ăn miếng này cho bà vui này, ăn miếng này cho mẹ vui. Tự nhiên đứa trẻ nó sẽ sinh tâm hoan hỉ và nó sẽ ăn từng miếng, tức là sẽ tập cho nó lại từ đầu ăn rau quả bằng cách mình sinh được thiện tâm. Thấy chúng nhá, cái trước kia khi thằng cu lớn nhà Yến nó được 4 tuổi, khi vào đến trong mâm thì nó mới chê thế này: mẹ nấu cái này ngon, mẹ nấu cái kia không ngon. Tức là nó chê một loạt đã rồi nó mới ăn. Tức nó chê một loạt, còn miếng nào ngon thì nó ăn, miếng nào không ngon thì nó không ăn. Bây giờ thì Yến cũng cấm đấy, mẹ cấm chỉ con không được chê như thế. Món gì mẹ đã nấu ra là con phải ăn bằng hết, món nào cũng phải ăn, ngon cũng ăn, dở cũng ăn, ăn rồi góp ý sau. Nhưng mà lúc đấy thì tâm mình nó không phải vì giận hờn con mình, mà mình nghĩ rằng nó sẽ là cái người mà đi đâu ăn nó cũng chê. Đấy, nó thành thói quen, nó đi đâu ăn nó cũng chê, thì rất là dở cho nó. Đấy, lúc đấy chỉ nghĩ như thế thôi. Thế nhưng mà thực ra đến bây giờ tu học Phật Pháp, mình mới biết rằng mình đã biết cách sinh thiện tâm cho con mình. Tức là mình muốn sinh thiện cho nó. Đấy, là nó đi đâu nó ăn nó cũng chê thì chết, thì sẽ tổn hại đến nó. Chuyên quát là món nào mẹ nấu cũng phải ăn. Thế là thành thói quen, từ đấy chẳng bao giờ chê gì. Cứ ăn xong có cái gì là ăn cái đấy. Lần sau Yến được nghe nó góp ý, Yến rất hoan hỉ. Yến mới mua con cá đấy. Thì nhà mình cứ mua nhiều cái con cá về ăn đấy, nấu riêu hay là nấu cái gì hay rán gì phải gỡ cho nó ăn. Nó ăn xong hết rồi, nói bảo: mẹ ơi mẹ, lần sau ấy mẹ đừng mua nhiều con cá bé, mẹ chỉ mua một con cá to thôi. Thì mẹ đỡ phải gỡ. Thế là mình cũng bảo: ừ đúng rồi nhỉ. Thế là mình cũng rút kinh nghiệm mà lần sau ta chỉ mua một con cá to thôi, không tội gì mà mua nhiều con cá bé. Đấy, vừa mất công gỡ lại nhiều con thì cũng ngần ấy tiền, mua một con cũng ngần ấy tiền thì ăn một con thôi vậy. Thế là vì nó sinh được tâm thiện, nó thực hành, cho nên là mình đã nghe lời nó, vì là nó góp ý đúng lúc, đúng chỗ. Sau khi nó đã ăn, nó đã thấy mình gỡ cho nó vất vả rồi, nó nói ra, thế là mình nghe ngay. Này chúng thấy hay không? Đấy, thế cho nên là nếu như mình làm bất cứ một việc gì, mình sinh thiện tâm rồi hãy làm, thì điều đó sẽ có kết quả. Nhé đại chúng nhé. Đấy là tương quan giữa danh và sắc. Hãy Yến tiếp một bài nữa. Bài này là của chị Thanh ở đạo tràng Chính Kiến. Kính thưa đại chúng, chị Thanh lộp bài không bao giờ thiếu một bài nào từ trước đến nay. Bài nào cũng làm rất đầy đủ. Chỉ có điều là ai chả nhẽ lần nào Yến cũng mang bài của chị ra đọc thôi. Nhá, cho nên chúng ta chăm chỉ làm bài một chút, phát triển cái tư duy. Đó là trong bát chính đạo, chính kiến phải có chính tư duy. Nhá, phát triển cho chúng ta tu tập. Bài này thì Yến không có đọc hết tất cả cái nội dung. Tức là một lần chị Thanh đi làm phận sự, có mang theo tiền, đó là một tờ 500.000 và mấy tờ 10.000. Thì khi Phật tử về hết rồi, còn lại chỉ có một, hai Phật tử cùng với lại chị Thanh, và chị đi xuống bếp, chị nấu cơm ăn, nấu cơm ở nhà Phật tử để ăn đấy. Tức là tụng kinh xong, xong nấu cơm để ăn, tiếp tục chiều vào khóa lễ. Thì chị có nghĩ thế này, ở đây toàn là Phật tử, không mất được đâu, cho nên là thôi để lại, để ở đây. Thế chị mới đè cái chỗ tiền ấy xuống dưới cái gối, rồi chị mới đi xuống nấu cơm. Nấu cơm xong rồi, thế đi lên thì chị mới cất cái ví đi, thì lúc dở ra thì thấy cái ví đã bị mở khóa rồi, và rơi ra mấy tờ 10.000. Thế chị mới cầm lại cái ví và không thấy tờ 500.000 đâu nữa. Không thấy tờ 500.000 đâu.
Thế thì chị mới cũng định tâm lại một chút để xem mình có nhớ nhầm không. Nhưng nhớ đi nhớ lại vẫn biết là mình mang tờ 500 nghìn. Thế rồi chị mới quyết định hỏi cái chị Phật tử ở lại. Thế chị Phật tử ở lại thì bảo rằng là theo chị suy đoán thì chỉ có cái đứa trẻ con kia thôi. Cái đứa trẻ con này nó theo bà, nó đi tụng kinh. Bà là người Phật tử, bà cũng kể rằng là cháu nó hay trộm cắp, tức là trộm cắp của bố mẹ và mang đến cho bà. Tức là trộm cắp tiền của bố mẹ và mang đi đến cho ông bà. Đấy, cho ông bà. Thế thì chị Thanh mới thấy là cái tư duy như vậy nó cũng logic. Thế là chị mới hỏi cái bà của cháu. Thế là bà của cháu mới quay sang hỏi cháu. Thì đúng là nó cầm tờ 500 nghìn thật. Đấy, nó cầm tờ 500 nghìn. Thế thì chị Thanh mới tư duy lại, tức là quan sát lại từ đầu đến giờ. Thì lúc đầu thằng bé này nó đến nó nhảy nhót, nó rất là vui vẻ, tức là vui vẻ lắm. Nó nhảy nhót, dáng điệu rất là vui. Đây ạ, đến với một sự đẹp trong sáng lành mạnh được biểu lộ qua nét mặt hồn nhiên vô tư, tươi vui và cử chỉ chạy nhảy, đi lại, cười nói. Đó là hình ảnh đẹp lúc đầu mới đến của cháu. Cháu thì đòi ở lại ăn cơm, cho nên bà cho ở lại cùng với mọi người, còn Phật tử về hết rồi. Nhưng mà sau khi cháu lấy được cái đồng tiền 500 nghìn thì cháu lại đòi về không ăn cơm nữa. Thì lúc đấy thì chị Thanh mới tưởng tượng được ra là, mới nghĩ nhớ lại nè, sắc mặt của cậu bé khi đòi về là ẩn chứa một danh pháp xấu, lo sợ, vội vã. Vì nếu không về thì mọi người sẽ phát hiện ra mình là người lấy tiền, biết sợ nhưng vẫn muốn lấy, lên tâm trạng bất an, không còn tâm trạng muốn ở lại nữa, đồng thời cho ra một thần sắc thiếu tự tin, vội vàng, mất hẳn hình ảnh đẹp lúc đầu. Đấy là cậu bé. Thì ở đây Yến mới chia sẻ với mọi người thế này. Thế là danh sắc mới này của cậu bé, nó chưa được thiết lập tại các nghiệp của kiếp này, đúng không? Cái danh sắc này nó được thiết lập bởi vì danh sắc của kiếp trước đã tạo nghiệp, cho nên sinh ra trong kiếp này nó có thói quen là ăn cắp, và ăn cắp là danh, và nó có cái tương quan giữa danh và sắc là biểu lộ sự lo sợ đi kèm mấy việc lấy trộm. Đấy đại chúng nhá. Cho nên chúng ta không được trách cha mẹ của cái đứa trẻ nào đó, nói rằng là do bố mẹ không dạy con, mà là hình thành tính cách này, danh sắc này là từ nghiệp của kiếp gì? Kiếp trước. Đấy, từ nghiệp của kiếp trước đã tạo thành cái nghiệp của kiếp này. Nhưng mà do là Phật tử tu hành, cho nên bây giờ mới phát hiện ra danh và sắc của những đứa trẻ nhỏ. Và từ sự tinh tế phát hiện này, mình sẽ phát hiện ra từ cháu mình để cho mình dạy nó. Hôm nay mình mà nhìn thấy cái mặt nó làm sao đấy, mình chú ý quan sát một tí, thì mình hỏi ra cái tâm nó. Thế là huân tập cho nó cái tính chân thật để chuyển hóa cái tính khuất tất. Thầy chúng thấy qua bài này có rút kinh nghiệm được khi chúng ta dạy con, dạy cháu không? Nhá. Đừng bỏ qua một nét mặt nào của con và cháu mình. Khi nó có cái biểu lộ gì trên cái sắc tướng, thì mình theo cái sự tư duy thực hành pháp của mình sẽ đoán biết được ra. Rồi vì mình không hiểu được thì ở ngoài đời dùng cái từ là bắt lọn đấy, đúng không? Ví dụ như là nó có cái gì lấm lét, thì mình có bảo này, cháu, bà biết mày làm một cái việc gì xấu rồi, khai mau, khai mau, khai mau, khai mau. Thế là tự nhiên thằng bé này nhiều lần như thế thì khiến cho nó chân thật và nó chuyển được cái nghiệp khuất tất của nó, đại chúng ạ. Truy cho nó tới cùng, bắt nó sám hối, bắt nó xin lỗi. Thế là nó xấu hổ, đại chúng thấy đúng không? Đấy, và phạt nó, con đã ăn cắp
một lần rồi. Cho nên lần này, một buổi ngày hôm nay là mẹ phạt cả nhà, ví dụ đáng cho đi chơi, không cho đi chơi. Nha đại chúng nhé, tức là tùy vào cái căn tính của đứa trẻ mình đưa ra để uốn lắn nó, do sự học pháp của mình biết quán sát danh và gì và sắc nha. Thế là chúc đại chúng chúng ta áp dụng được Phật pháp vào đời sống hàng ngày để tự lợi lợi tha. À. Thank you.